Quý vị đang theo dõi chương trình chia sẻ trực tuyến tiềm năng và cơ hội của bất động sản tại các đô thị trước và sau khi lên thành phố du lịch ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, Quang Quý xin phép được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream trên Live New City, fanpage tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Chương trình chia sẻ trực tuyến hôm nay có sự hiện diện của khách mời đặc biệt, Quang Quý xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế. Quý vị thân mến, các tiêu chí xếp loại đô thị không chỉ là danh xưng mà còn là sự ghi nhận mức độ phát triển, quy mô của một khu vực, đồng thời cho thấy tiềm năng tăng trưởng của địa phương này. Và theo đó, định hướng quy hoạch lên thành phố vừa là động lực có thể thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ, vừa thúc đẩy thị trường bất động sản tại địa phương có thể tăng tốc bứt phá. Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, giá bất động sản tại những nơi được nâng cấp lên thành phố có xu hướng tăng mạnh gấp 4 đến 5 lần. Và thậm chí ở các thành phố biển, mức giá tăng có thể ấn tượng hơn nữa và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong chương trình chia sẻ trực tuyến ngày hôm nay, Live New City sẽ cùng chuyên gia tìm hiểu cơ hội phát triển của bất động sản tại các đô thị chuẩn bị được nâng cấp lên thành phố du lịch. Và đồng thời, nhận diện khu vực đầu tư tiềm năng trong những tháng cuối năm 2021. Song song với những chia sẻ hữu ích, chúng ta còn có nhiều phần quà may mắn trong mini game diễn đàn ngay sau phần giao lưu với chuyên gia quý vị nha. Ngay lúc này, hãy like fanpage chính thức của dự án và share sự kiện trực tuyến về trang cá nhân ở chế độ công khai kèm theo hashtag LiveNewCity để có cơ hội sở hữu những phần quà hấp dẫn. 10 giải may mắn, mỗi giải một bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long sẽ lần lượt thuộc về những vị khán giả may mắn nào ạ? Hãy đồng hành cùng với chương trình để không bỏ lỡ ưu đãi có 102 trong sự kiện ngày hôm nay quý vị nha. Còn ngay bây giờ, Quang Quý mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời đặc biệt, ông Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, để tìm hiểu cơ hội phát triển của thị trường bất động sản tại các đô thị chuẩn bị nâng cấp lên thành phố. Lời đầu tiên thì cho phép Quang Quý được gửi lời chào đến chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Đinh Thế Hiển. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Kính chào Quang Quý, kính chào quý vị nhà đầu tư. Dạ vâng ạ, và câu hỏi đầu tiên mà Quang Quý muốn gửi đến ông đó chính là theo ông thì những lý do nào khiến cho thị trường bất động sản ven biển, nhất là những thành phố phát triển về du lịch lại thu hút nhà đầu tư như vậy trong những năm vừa qua ạ? Thì chúng ta cũng biết, kênh bất động sản được xem là kênh đầu tư hiệu quả nhất của Việt Nam trong những giai đoạn vừa qua. Tầm nhìn 10 năm sắp tới thì kênh bất động sản vẫn là kênh chọn lựa. Thì song cái kênh bất động sản ta có nhiều phân khúc. Những năm gần đây nổi lên một phân khúc là bất động sản ven biển được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Vì sao như vậy? Chúng ta cũng điểm lại những yếu tố làm cho bất động sản ven biển trở lên là một kênh rất quan tâm. Yếu tố đầu tiên gọi là yếu tố nền của tất cả những cái chuyện chọn lọc phân khúc đầu tư, đó là cái khả năng sinh lời của nó. Thì ta thấy rằng cái du khách Việt Nam một tế ngày càng tăng cực cường đi du lịch ven biển Việt Nam. Và cái năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam ta đã đạt được mức là 18 triệu lượt khách quốc tế, vượt qua Indo thành quốc gia thứ hai trong khu vực là có khách quốc tế nhiều. Và chúng ta nhìn thấy cái trend của du lịch thì nó mỗi năm tăng bình quân 20% trong liên tục 10 năm, và đây là một mức độ tăng gấp 3 lần mức độ tăng của nền kinh tế và của các ngành khác. Cái điểm thứ hai chúng ta thấy là hiện nay hầu như các bất động sản ven biển đều được hưởng lợi từ cái sự hạ tầng phát triển rất mạnh của các chính quyền địa phương và chính quyền trung ương, từ đường cao tốc cho đến đường hạ tầng ven biển cho đến những cái sân bay. Điều đó làm cho cái sức hút của cái khu vực này. Cái thứ ba thì cái hoạt động về du lịch được xem là một trong những ngành mũi của Việt Nam được chính phủ ưu tiên ưu đãi là khuyến khích đầu tư, và như vậy từ cái chính sách cho đến là các dự án đều được ủng hộ và được phê duyệt để đem lại cái ngành kinh tế mũi nhọn này. Một điểm nữa là chúng ta cũng biết rằng các nhà Việt Nam thì ngày càng họ có một cái xu thế là kết hợp giữa đầu tư sinh lời và cái vấn đề về cái ngôi nhà thứ hai, để mình có thể là có thêm được một cái ngôi nhà nghỉ dưỡng trong cuộc sống của mình, thì cái đó là đang xu thế lên. Và cuối cùng chúng ta cũng thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà các thị trường bất động sản phát triển đang là sôi động, bởi vì nơi đó nó không chỉ là du khách quốc tế mà nó là một tiến trình đô thị hóa rất mạnh, nó tạo nên một sự sôi động cho cái hoạt động của các vùng đô này. Với những điểm mà tôi vừa điểm lại thì bất động sản du lịch trên biển nó là một phân khúc là đầu tư đang nổi bật lên của lĩnh vực bất động sản.
Dạ vâng ạ, theo ông đã chia sẻ thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái lý do và cũng như là những yếu tố giúp cho thị trường du lịch và đặc biệt là bất động sản biển du lịch thì cũng phát triển rất là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Và ở trong số đó thì chúng ta cũng có thể thấy là ông cũng đã có chia sẻ là định hướng quy hoạch của địa phương. Mà như vậy thì quy hoạch phát triển đô thị lên thành phố thì sẽ có tác động như thế nào đến thị trường bất động sản ở những khu vực này ạ? Chúng ta cũng thấy rằng bất động sản nói chung đã được đánh giá như tôi nãy vừa chia sẻ, tại sao mà tầm nhìn 10 năm tới bất động sản Việt Nam vẫn được đánh giá là một cái đầu tư hàng đầu, bởi vì là chúng ta đang có một cái tiến trình đô thị hóa rất là tốt và rất là mạnh, dựa trên cái sự tăng trưởng vượt bậc nền kinh tế và dựa trên cái tiến trình dân số đông và đô thị hóa. Thì trong quá trình đô thị hóa đó thì rất nhiều cái vùng trước đây là nông thôn hoặc là chưa phải là đô thị sung túc thì qua tiến trình phát triển đô thị hóa dần dần đã cải thiện từ cái là thứ nhất là môi trường sinh sống rồi đến là đầu tư của nhà nước về hạ tầng đường xá và dân cư bền, thì những cái tiến trình đó là sẽ giúp cho những cái thị trấn có thể được lên là thị xã, từ thị xã lên thành phố, và những điều này đều theo những cái quy trình mà chính phủ có những tiêu chí rõ ràng, bao gồm có hạ tầng, dân số, môi trường kinh doanh, vân vân. Thì tất cả những quy định chặt chẽ này cho thấy rằng để có một vùng được nâng tầm lên, ví dụ một thị xã được nâng tầm lên thành thành phố thì có nhiều cái tiêu chí để mà đạt được, và khi một cái vùng nào mà chuẩn bị được nâng tầm, tức là được đưa vào cái quy hoạch để nâng một bước lên, ví dụ nâng lên thành thành phố, thì rõ ràng vùng đó là không chỉ là tương lai mà ngay hiện tại đã có những yếu tố tụ hội cho cái vấn đề đáp ứng được vị trí của nhà nước. Từ đó thấy rằng những cái khu vực nào mà có kế hoạch để nâng một bậc lên thành phố thì đều thu hút các nhà đầu tư, họ đi trước một bước, họ đón đầu trước để tìm cái gia tăng của bất động sản của khu vực đó khi đã được lên thành phố. Dạ vâng ạ, và chúng ta thấy được là khi một địa phương được nâng cấp lên thành phố thì sẽ thu hút rất là nhiều các nhà đầu tư bất động sản. Và cái lý do mà thu hút như vậy thì chắc chắn là khi mà đầu tư vào thì sẽ có lời, đúng không ạ? Và ông có thể là ví dụ một cách cụ thể hơn đi về giá bán bất động sản trước và sau khi lên thành phố ở một vài địa phương khác nhau cho quý vị khách hàng chúng ta nắm rõ hơn không ạ? Chúng ta cũng thấy là cái thông tin, có hai thông tin mà nhà đầu tư rất quan tâm. Cái thông tin mà cụ thể đó là tin là có cái khu vực nào có cái đường làm chưa, nhà nước có mở đường chưa, chỉ cần nghe quy hoạch đường thôi là săn đất đã lên. Cái thông tin đó còn tổng thể hơn, khu vực đó có chuyển đổi được nên một cái tầm mới không, cụ thể là lên được thành phố không, thì những cái thông tin như vậy là nhà đầu tư họ dày cảm trước thì họ biết rằng cái việc mà chuyển đổi như vậy thì nó kéo theo rất nhiều cái phát triển và nhà tôi sẽ đi trước, và khi đi trước rồi thì nguyên tắc của cung cầu bất động sản khi có lực mua, có lực mua và lực mua tiếp thì tự nhiên nó sẽ tăng giá. Đó là yếu tố thực sự của giá nội tại của khu vực đó. Thì chúng ta thấy rằng cái việc thông tin mà lên thành phố nó là một thông tin hết sức là quý giá, và các nhà đầu tư họ nhà tôi nào đánh chân đi trước thì họ thua kiếm lời nhiều. Thực tế trong năm qua và quan sát đều có những cái thực tế như vậy. Chúng ta thấy rằng cái là liệt kê những cái việc mà tăng giá, ví dụ như thành phố Đồng Xoài, Bình Phước khi lên tầm lên đối thị thành phố thành 2008 thì giá đã đập lên 20-30%, tùy khu vực có khi lên tới 4% trong vòng 1-2 năm. Rồi chúng ta thấy thành phố Long Khánh cũng đã được nâng cấp vào 2019 gần đây thì nó cũng giúp cho cái giá tăng đột biến lên khoảng 40-50% trong vòng chỉ có tối đa 2 năm. Theo thống kê của tôi thì hầu như một khi mà có một cái tin chuyển đổi nâng cấp lên từ thị xã lên thành phố thì khúc đó quan sát trong vòng 3-4 năm thì mức giá đã tăng trung bình từ 30-50% và tùy khu vực, và do đó là cái thông tin về một cái khu vực lên thành phố luôn luôn là một tin sốt, thông tin là quan trọng để nhà đầu tư xuống tiền, và những nhà đầu tư nào mà càng xuống tiền nhanh trong cái giai đoạn mà thông tin mà mới có dự kiến mới có hợp đồng thì cái việc khả năng thu lời nó càng có khả năng nhiều hơn. Dạ vâng ạ, và như ông đã chia sẻ thì sau khi có thông tin mà lên thành phố ở một vài địa phương thì cái mức giá có sự chênh lệch từ 30 cho đến thậm chí là 50% mà chúng ta gọi là tăng đột biến đó ạ. Thì không biết là tại sao lại có những cái sự chênh lệch nhiều như vậy ạ? Ở đây chúng ta cũng thấy rằng như tôi nói là thứ nhất thì thật sự mà nói rằng khi một cái khu vực đã được quy hoạch để lên một cái tầm mới lên thành phố
thì vì bản thân chính quyền địa phương họ cũng đã đánh giá được cái tất cả hội tụ những yếu tố mà mình đang có, bao gồm là vị trí, bao gồm là giao thông, bao gồm là cái sinh sống địa phương, cái GDP địa phương, bao gồm một cái dân số, thì những cái yếu tố bản thân đó thì chính quyền địa phương họ đã thấy và họ biết rằng để lên thành phố thì cần thêm hoàn thêm một số cái, trong đó có vai trò của trung ương trong đề góp tiền vào để làm hạ tầng, để nâng cấp thêm một số các cái hạng mục và chính quyền địa phương sẽ tăng cường, thì bản thân những cái điều đó là nó làm cho cái giá trị chất lượng của cái địa phương đó, của cái thị xã đó, nó đã lên một cái bước mới. Và cái thứ hai là khi những cái thông tin đó thì các nhà đầu tư đi trước bước, họ nắm được thông tin, họ sẽ biết rằng trong lúc mà giá nó có lên tương xứng với cái thành phố, tương xứng của cái địa vị của thành phố mới, thì bây giờ mình sẽ xuống tiền trước. Và khi bắt đầu người này xuống tiền thì người khác xuống tiền, và như vậy người đi sau sẽ tiếp tục là sang vào, họ vẫn thấy là cơ hội vẫn còn tốt, giá vẫn tốt, họ lại chốt tiền tiếp. Và tôi muốn nói tới vấn đề cung cầu, khi bắt đầu các nhà đầu tư họ tiếp tục vào, càng ngày càng nhiều người vào thì cái cầu nó tăng lên, tự nhiên cái giá cả phải tăng lên. Nó cũng như giống như chứng khoán vậy thôi, khi một cổ phiếu mà người ta biết trước là cái thông tin về cái sinh lời của doanh nghiệp đó đã sẽ tốt, sẽ tăng trưởng tốt, thì sẽ có những nhà đầu tư mua trước và cái xu thế sẽ cuối cùng thì nhiều nhà đầu tư cũng vào sẽ tăng. Đó là lý do tại sao mà khi một địa phương mà có thông tin lên thành phố thì có cái xu thế làn sóng đầu tư, ban đầu nó chậm chậm rồi dần nó tăng nhanh lên, và theo đó là cái giá của cái đất của khu vực đó nó sẽ bắt đầu nó cũng tăng từ từ theo cái tốc độ đó. Dạ vâng ạ, và như vậy là cái thông tin đó nó đã ảnh hưởng đến cái giá trị và cũng như là cả cái trị giá của bất động sản đúng không ạ? Nhưng mà nó còn phải tùy thuộc vào tình hình thực tế nữa ạ. Giống như là trong khoảng thời gian gần đây thì chúng ta sẽ thấy được là tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất là mạnh mẽ đến thị trường bất động sản. Và trong đó thì chúng ta thấy là những thị trường mà phát triển về du lịch cũng đang phải đối diện với rất là nhiều thách thức. Thì theo quan quý biết là cũng đã ghi nhận xuất hiện những cái dấu hiệu là cắt lỗ rồi giảm giá bán ở một số phân khúc tại các địa phương này. Liệu rằng thì theo ông là góc nhìn là một chuyên gia thì đây có phải là một thời điểm thích hợp để chúng ta đầu tư vào bất động sản hay không ạ? Chúng ta cũng thấy rằng cái dịch Covid nó đã kéo dài trên 1.5 năm hiện nay, và đầu tiên nó sẽ tác động mạnh tới cái lĩnh vực là bất động sản du lịch. Cụ thể tôi muốn nói tới những khách sạn, những nhà hàng là những nơi mà bây giờ bị ngắt cái nguồn du khách quốc tế, thì họ sẽ bị đóng cửa, và như vậy lại là cái giá thuê nó sẽ bị tạm thời giảm, và từ đó là bất động sản nó sẽ bị suy xuống. Và thứ theo là những cái bất động sản về du lịch trải nghiệm thì tất nhiên du khách cũng bị chưa được đi thì nó sẽ làm ảm đạm. Và như vậy thì có thể nói là khi dịch Covid gây khó khăn chung cho cả nước, nền kinh tế chung, doanh nghiệp cũng đang rất là khó khăn, thì bất động sản nói chung là đều khó khăn, trong đó bất động sản du lịch bị ảnh hưởng nhất, bởi vì vẫn bị là không có được du khách quốc tế vào và vẫn chưa được du lịch. Đó là cái tình hình chung. Vậy thì câu hỏi rất lớn, không cho bất động sản nghỉ dưỡng mà chung cho bất động sản là liệu sắp tới thị trường bất động sản sẽ xuống lửa khi sẽ phục hồi, khi thành phố, khi khu vực phía Nam và khi cả nước từng bước mở cửa cho đến toàn diện vào tháng 1 năm 2022. Đó là câu hỏi lớn mà nhà tôi rất tâm. Thì trước khi để chúng ta tìm câu trả lời này thì chúng ta hãy xem lại cái xu thế là phương hướng đầu tư, thì chúng ta tất nhiên có hai phương hướng chuẩn thôi. Phương hướng nhất là phương hướng mua cao để bán cao hơn trong ngắn hạn, hay còn lướt sóng. Và phương pháp thứ hai là đầu tư trung hạn, mua ở mức đáy rất thấp trong lúc mà thị trường chán nản và suy giảm, mua để chờ trong vòng 2-3 năm và mình sẽ thu lời rất nhiều khi thị trường phục hồi. Thì cái xu hướng hai này là nổi bật nhất là nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett trong chứng khoán. Ông luôn luôn nói rằng tôi chỉ tham lam khi người ta sợ, tức là lúc mà mọi người đều không dám đầu tư thì ông vào. Nhưng mà cái câu sau của ông thì ít ai để ý tới là tôi chỉ mua những cổ phiếu có giá trị nhất quan trọng. Có nghĩa là ông Warren Buffett chọn một phương pháp đầu tư trung hạn, tìm cái thị trường suy giảm
Thị trường khó khăn không ai muốn đầu tư ông mua, nếu mà ông chỉ mua những cổ phiếu có giá trị. Thì như vậy thì thị trường bất động sản cũng như vậy. Khi một thị trường suy giảm rất mạnh, chúng ta hình dung ở năm 2012 đến 13 thị trường cũng suy giảm rất mạnh trong cái khó khăn kinh tế. Hiện giờ thì mình cũng đang có một cái đợt suy giảm. Thì nhiều người sẽ chắc không đầu tư, nhưng mà những người đầu tư theo phương pháp của ông Warren Buffett thì trong vòng 3 năm sau họ đã thu lợi lớn. Nhưng phải đầu tư vào những bất động sản có giá trị, giống như cổ phiếu, tức là những cái nơi mà chúng ta thấy tiềm năng chắc chắn, hoàn toàn là nơi mà chúng ta không phải là mua để mà chờ thời 5-10 năm, mà nó phải là cái nơi có thể khai thác trong tương lai nhìn thấy rõ. Đó là cái mà chúng ta nói về cái xu thế. Thì về bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay, rõ ràng là trong lúc này du lịch chưa đi, nó là một cái bất động sản đang giảm mạnh nhất trong các phân khúc bất động sản. Và nguyên tắc đắt thì khi thị trường trở lại bình thường thì nguyên tắc cái gì mà giảm mạnh nhất thì cái đó sẽ tăng lại mạnh nhất, bởi vì nó giảm rất sâu thì nó sẽ trở lại bất sâu. Và tất nhiên cái đó vẫn là phải là những cái phân khúc có giá trị, tức là có sử dụng được. Như vậy chúng ta cũng thấy rằng bất động sản nghỉ dưỡng nó đang giảm mạnh và cái sự phục hồi của nó mau thì đầu năm 2022 theo mặt toàn diện du khách tết nội địa được, còn bằng toàn diện có thể là giữa năm 2022 cho đến chậm nhất đến đầu năm 2023, tức là chỉ còn trong vòng 1.5 năm thôi thì tất cả du khách quốc tế cũng phục hồi hết. Như vậy tầm nhìn nó chỉ khoảng chừng 1.5 năm nữa thôi là tối đa. Và bất động sản nghỉ dưỡng như chúng ta đã phân tích ở trên, nó hội đủ những yếu tố là thu hút của bất động sản giá trị, bởi vì nhu cầu của du khách, bởi giá trị biển của Việt Nam, bởi vì những hạ tầng của nhà nước, bởi vì những thành phố nó đang là cái thành phố. Do đó thì có thể nói rằng bất động sản nghỉ dưỡng này, nếu phải chúng ta chọn được cái nơi là có tiềm năng, có thực sự giá trị, thì đó là một cái xứng đáng đầu tư để tìm kiếm những lợi nhuận cao trong vòng 2-3 năm sắp tới, chứ không phải trong ngắn hạn. Dạ vâng ạ, và như vậy thì cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà tìm kiếm một cái bất động sản nghỉ dưỡng để đầu tư á, là cái thứ nhất là nó phải có giá trị thật sự, và cái thứ hai là chúng ta phải có một cái tầm nhìn là từ trung đến dài hạn chứ không phải là ngắn hạn, đúng không ạ? Như vậy thì ông sẽ đánh giá như thế nào về triển vọng thị trường bất động sản ở những địa phương mới nổi với định hướng phát triển lên thành phố du lịch trong khoảng thời gian là từ 3 đến 5 năm tới ạ? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta ghép lại những cái mà chúng ta đánh giá. Thứ nhất, chúng ta có thể nói ngắn gọn những cái gạch đầu dòng thôi. Bất động sản vẫn là một cái ngành đầu tư hiệu quả nhất Việt Nam, và trong tầm nhìn 10 năm tới, bất động sản vẫn như vậy do tiến trình đô thị hóa, tiến trình phát triển tới Việt Nam rất là tốt. Thứ hai, trong bất động sản thì bất động sản nghỉ dưỡng đang là nổi lên, bởi vì những cái hiệu quả, những cái lợi mà bất động sản nghỉ dưỡng đang được hưởng từ chính phủ, từ các địa phương trong vấn đề là quy hoạch, trong vấn đề là đầu tư hạ tầng và phát triển địa phương. Ngoài ra thì bất động sản nghỉ dưỡng nó còn được hưởng từ chính cái đặc điểm địa phương, đó là biển đẹp, đó là du khách quốc tế luôn luôn quan tâm tới du biển Việt Nam và càng ngày đánh giá cao, đó là tốc độ phát đang ngày càng trưởng, đó là những yếu tố. Tiếp theo nữa thì kết hợp với bất cứ nơi nào mà khi có sự chuyển đổi đích từ nâng cấp lên, từ ví dụ từ thị trấn lên thị xã, từ thị xã lên thành phố, thì chắc chắn là nhà đầu tư sẽ tìm tới và càng ngày càng tìm tới. Vì kết hợp lại giữa cái bất động sản nghỉ dưỡng và một nơi thành phố thì nếu như hai cái đó ghép lại nhau, tức là tôi muốn nói tới một cái khu vực nghỉ dưỡng ven biển được nâng tầm thành phố, thì đó là cơ hội rất là tốt, tích hợp giữa hai cơ hội lại để đầu tư. Và nếu như chúng ta càng vào chớm thì chúng ta càng hưởng lợi cao trong cái phân giai tầng tăng giá của ba cái phân khúc, ba cái giai đoạn của thành phố. Cụ thể là theo các quan sát thống kê cũng như tâm lý, đầu tiên nếu như có một cái tin về quy hoạch thì mọi người ban đầu sẽ phải bán tính năng nghi, nhưng sau đó người ta thấy một cái quy hoạch đã rõ, tất cả cái đó không phải là vẽ trên giấy mà đó là thật sự tụ, và bắt đầu đổ tiền tới, thì cái đó giá sẽ tăng rất mạnh trong quy hoạch. Tiếp theo đến cái phần thứ hai là sau khi chính quyền xét duyệt và phê duyệt, xem nó đưa vào yếu tố quy hoạch thật sự công bố, thì nó bắt đầu tăng lên một lần nữa. Và cuối cùng khi mà chính phủ phê duyệt lên thành phố để triển khai các vấn đề đầu tư thì nó tăng một mức nữa. Thì ba cái phân khúc này thì người nào mà càng vô sớm và đúng cái phân khúc mà
bắt đầu đã được quy hoạch lên thành phố và chọn đúng cái thành phố như Dương Văn Minh, thì đó là việc thu lời trong vòng 2-3 năm sắp tới là rõ ràng với một sinh lời khá là tốt đến rất tốt. Và quan quý cũng thấy là một nơi hội tụ được đầy đủ những yếu tố đó ở thời điểm hiện tại, đó chính là khu vực La Di. Và không biết là với góc nhìn của một chuyên gia thì ông đánh giá như thế nào về địa phương này ạ? Khi nghe La Di lên thành phố thì có thể nhiều người chưa hình dung và thậm chí nhiều người chưa nghĩ La Di là một nơi du lịch biển. Nhưng thật ra thì La Di là một nơi rất là sung túc của tỉnh Bình Thuận. Đó có một cảng cá rất là nổi tiếng. La Di có vùng biển rất đẹp và trải dài. Trước đây sở dĩ người ta ít chú ý La Di bởi vì trên cung đường 1 thì người ta đi tới là thiết đi tới Mũi Né, và nếu mà rẽ của đường 1 theo vào La Di cũng mất khoảng 50 cây, nên người ta sẽ dẫn đường tới vào Phan Thiết, nên là La Di chúng ta chưa được chú ý. Nhưng hiện nay với đường cao tốc của Sài Gòn và Phan Thiết và đường ven biển đi từ thành phố Hồ Chí Minh qua trung tâm đường Hồ Tràm với Phan Thiết, thì La Di là một cái nơi rất thuận tiện về giao thông, đi lại rất dễ. Nơi đó đã có một sự đô thị hóa, có vùng nguyên liệu cảng cá, có thăng long, vùng trồng thăng long và dân cư rất là sung túc. Tức là tôi muốn nói tới hội tụ nhiều yếu tố về một cái thành phố, về một cái sinh sống không gian bất động sản. Do vậy La Di nó hội tụ những yếu tố một thành phố sung túc về kinh tế và một thành phố biển với một cung đường rất ngắn, rất thuận lợi cho cả hai tuyến cao tốc là thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết và tuyến đường ven biển của thành phố Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu Phan Thiết. Và như vậy thì với cái tôi vừa chia sẻ thì nó đi hoàn toàn đủ tiềm năng là một cái thành phố ven biển mà phát triển bất động sản là sẽ thành công. Đặc biệt với cái vị trí hiện nay, giá của La Di còn rất mềm và nó chưa tạo thành sóng như là những khu vực Hồ Tràm hay là gần đó. Chúng ta cũng biết rằng những khu vực như Hồ Tràm hay lân cận thì họ chỉ có thể là du lịch biển. Nhưng mà La Di như tôi vừa chia sẻ, nó vừa là du lịch biển, vừa là một thành phố kinh tế sung túc. Nó sẽ hoạt động như là một cái khu vực mà vừa kết hợp là sinh sống không gian trong một thành phố du lịch biển và một thành phố kinh doanh. Và tôi tin rằng với việc đầu tư hiện nay thì chúng ta đã điểm rồi. Khi một đầu tư vào một thành phố được nâng tầm ở cái sóng đầu tiên, vào một giai đoạn đầu tiên, thì sau 3-5 năm nó có khả năng sinh lời 30-50%, thì La Di hoàn toàn đủ điều kiện đó và có thể thêm dấu cọc như tôi vừa nói về cái tính đặc điểm, tính độc đáo của thành phố này. Một lần nữa thì Quang Quý xin được cảm ơn tiến sĩ Đinh Thế Hiển với những thông tin chia sẻ rất là hữu ích và quý giá. Tin rằng phần trò chuyện này sẽ giúp cho tất cả quý vị khán giả theo dõi livestream sẽ dễ dàng nhận diện được cơ hội cũng như là những khu vực đầu tư tiềm năng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển. Kính chào Quang Quý, chào quý nhà đầu tư. Hy vọng những thông tin chia sẻ của tôi sẽ giúp cho quý vị có thêm thông tin và hy vọng rằng quý vị có thể chọn lựa được một cái sản phẩm đầu tư tốt ở nơi thành phố mới nổi này. Thưa quý vị, trong thời gian diễn ra livestream kỳ thứ 2 gần hơn 90 phút, ban tổ chức đã nhận về hơn 1.700 lượt theo dõi, 2.100 comment và 682 lượt chia sẻ. Vượt qua hơn 2.100 khách hàng khác, 10 khách hàng may mắn sau đây đã xuất sắc giành chiến thắng trong mini game số phát sóng ngày 18 tháng 9 để trở thành chủ nhân của 10 giải thưởng may mắn, mỗi giải một nồi chiên không dầu Michio MK01 New. Ngay lúc này, Quang Quý xin được chúc mừng quý vị khách hàng có tên sau đây. Xin được chúc mừng khách hàng Julie Big với mã quay số 00548. Chúc mừng khách hàng Hoa Nguyễn với mã quay số 00098. Chúc mừng khách hàng Kim Hạnh với mã quay số 00037. Xin được chúc mừng khách hàng Hải Văn Bùi với mã quay số 00583. Chúc mừng khách hàng Oanh Vương với mã quay số 00398. Xin được chúc mừng khách hàng Sĩ Bùi với mã quay số 00125. Chúc mừng khách hàng Nguyễn Hiền với mã quay số 00399. Chúc mừng khách hàng Diệp Chi với mã quay số 00311. Xin được chúc mừng khách hàng Hoài Ân với mã quay số 00874 và xin được chúc mừng khách hàng Vân Vui Vẻ với mã quay số 00734. Quà tặng sẽ được gửi đến quý vị ngay sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả. Chúng tôi rất mong quý vị khách hàng hãy đồng cảm và chung tay cùng với La Di New City chấp hành chỉ thị 16 của chính phủ trong giai đoạn hiện tại nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho gia đình, quý khách và cộng đồng.
Một lần nữa thì Quang Quý xin được chúc mừng các khách hàng may mắn của chúng ta trong chương trình livestream kỳ trước. Thưa quý vị, và bây giờ như đã hứa thì cơ hội những phần quà may mắn cho những khách hàng tiếp theo sẽ được chính thức mở ra. Với 10 giải may mắn, mỗi giải là một bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long sẽ dành tặng cho 10 khách hàng tham dự mini game thực hiện đầy đủ các bước sau đây. Đầu tiên là live fanpage chính thức của dự án. Tiếp theo là share chương trình chia sẻ trực tuyến của chúng tôi về trang cá nhân ở chế độ công khai kèm theo hashtag LaiyNewCD. Và thứ ba, rất là dễ dàng thưa quý vị, chúng ta hãy comment ngay đáp án chính xác nhất trong thời gian diễn ra sự kiện trực tuyến. Và mini game kỳ 3 có nội dung như sau. Tỷ lệ tăng giá trung bình của bất động sản tại những địa phương sau khi nâng cấp lên thành phố được chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhắc đến trong talk show là A. 10-20%, B. 15-25%, C. 20-25% và D. 30-60%. Hãy nhanh tay comment đáp án chính xác về với chúng tôi trong livestream ngày hôm nay để đinh ngay 10 bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long quý vị nha. Kết quả hợp lệ sẽ được công bố trên LaiyNewCD, fanpage tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Thưa quý vị, cùng với lộ trình nâng cấp LaiyNewCD lên thành phố trước năm 2025, Bình Thuận đang tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông giúp thành phố mới tăng cường khả năng kết nối liên vùng như hai đường nối cao tốc Dầu Dây Phan Thiết tại khu vực Hàm Tân dẫn đến LaiyNewCD, tuyến đường ven biển quốc gia DT719B, tuyến đường song hành DT719. Và với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, diện mạo liên tục thay đổi trong 3 năm qua, thị trường bất động sản LaiyNewCD ngày càng thu hút mạnh giới đầu tư. Và ngay bây giờ, Quang Quý xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu bức tranh hạ tầng trọng điểm tạo đà tăng trưởng cho bất động sản LaiyNewCD thông qua đoạn phim ngắn ngay sau đây. Với vị thế thủ đô nghỉ dưỡng, Bình Thuận thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm, mang về nguồn doanh thu đáng kể vào ngân sách địa phương, mỗi năm tăng bình quân 18%. Do đó, sự phát triển của ngành du lịch tỉnh cần có nguồn nội lực rất lớn. Đến năm 2030 thì cái lượng khách về Bình Thuận rất đông, trong đó là lĩnh vực du lịch, kể cả các lĩnh vực khác thì cần nguồn nhân lực rất lớn. Theo kế hoạch đề ra, bên cạnh mũi nhọn là Phan Thiết, tỉnh đang có lộ trình đến năm 2025 sẽ đưa LaiyNewCD, đô thị lớn và đông dân thứ nhì lên thành phố, trở thành trung tâm thương mại, du lịch phía Nam Bình Thuận. Thành phố biển LaiyNewCD, sức bật hạ tầng và tiềm năng bứt phá. Việc chính quyền LaiyNewCD đang phấn đấu xây dựng và phát triển thị xã LaiyNewCD lên đô thị trực thuộc tỉnh vào năm 2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ năm 2020-2025 đã đề ra. Mọi việc là đều công khai và lấy ý kiến nhân dân từng bước, và cũng rất là mừng là hầu như là bà con là đều rất phấn khởi và nhiệt tình là ủng hộ cái dự án. Với thế mạnh về kinh tế và du lịch, LaiyNewCD được đánh giá có nhiều cơ hội bứt phá mạnh mẽ không kém Phan Thiết, nhất là khi nơi đây đang được hưởng lợi lớn từ các công trình giao thông trọng điểm cấp quốc gia, điển hình như cao tốc Dầu Dây Phan Thiết với chiều dài 99 km, chiều rộng 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, đã khởi công vào cuối tháng 9 năm 2020 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2022. Cùng lúc đó, các tuyến đường Hàm Kiệm, Tiến Thành, đường DT719, DT719B ven biển cũng đang được gấp rút thi công, nâng cấp, dự kiến hoàn thành trước cao tốc để kịp đấu nối liền mạch nhau. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết sau khi xuống quốc lộ 1A ở địa phận huyện Hàm Tân sẽ kết nối vào đoạn ngã ba 46 chạy dọc quốc lộ 55 đến LaiyNewCD. Khi cao tốc Dầu Dây Phan Thiết được đưa vào sử dụng, thời gian xe di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến LaiyNewCD không quá 2 giờ và đến Phan Thiết khoảng 2,5 giờ. Đây được đánh giá là một lợi thế lớn cho Bình Thuận nói chung và LaiyNewCD nói riêng đón dòng khách từ thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, sân bay Phan Thiết cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với sự kiện chuẩn bị mặt bằng và triển khai dự án đầu tư xây dựng trong quý 2 vừa qua. Dự án có quy mô 543 hectare, vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, công suất 2 triệu hành khách một năm và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Cùng lúc đó, giai đoạn 1 sân bay quốc tế Long Thành chỉ cách Bình Thuận 1 giờ di chuyển cũng đã khởi công quý 1 năm 2021, dự kiến hoàn thành năm 2025. Hai sân bay lớn trong khu vực được xem là chìa khóa giúp Bình Thuận tiếp cận nguồn du khách dồi dào từ phía Bắc cũng như các đoàn khách quốc tế. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong kế hoạch đưa Bình Thuận trở thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hạ tầng phát triển và kết nối đồng bộ giữa các tỉnh và các khu vực lân cận sẽ giúp cho du lịch của Bình Thuận có sự đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế cái kết nối về mặt sản phẩm giữa địa phương và các khu vực lân cận, và như thế rằng là sẽ cùng nhau thúc đẩy và phát triển du lịch của toàn khu vực. Với vị thế nổi bật về du lịch và đòn bẩy hạ tầng mạnh mẽ, bất động sản Bình Thuận luôn là tâm điểm của giới đầu tư. Bên cạnh những thị trường quen thuộc như Phan Thiết, Mũi Né, trong 2 đến 3 năm gần đây, sự bừng sáng của La Di đã bắt đầu thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư sành sỏi. Khảo sát sơ bộ cho thấy, ở những khu vực tập trung đông dân cư của La Di, giá nhà đất dao động ở mức 25 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Với vị trí đắc địa, thuận tiện kinh doanh, giá đạt mức 35 đến 60 triệu đồng. Thậm chí, khi kết hợp thêm những yếu tố mặt tiền đường lớn hoặc ven biển, giá có thể lên đến 75 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, mặt bằng giá này được nhận xét vẫn còn rất hợp lý so với các tỉnh thành có cùng lợi thế ven biển khác. Ngay cả khi tại Phan Thiết, Mũi Né, những vị trí đẹp, ven biển, thuận tiện phát triển cơ sở du lịch, giá đất cũng đạt xấp xỉ 90 đến 120 triệu đồng một mét vuông. Ở Phú Quốc, giá đất ven biển dao động từ 130 đến 150 triệu đồng một mét vuông. Ấn tượng hơn, tại Nha Trang và Đà Nẵng, mức giá lên đến 350 đến 400 triệu đồng một mét vuông. Như vậy, có thể thấy, giá bất động sản tại La Di chỉ bằng 1/3 so với Phan Thiết, Mũi Né, 1/5 so với Phú Quốc và 1/10 so với các thị trường kỳ cựu như Nha Trang, Đà Nẵng. Sự chênh lệch quá lớn giữa các mặt bằng giá có thể được lý giải bằng sự khan hiếm sản phẩm ven biển sở hữu lâu dài. Tuy nhiên, theo lộ trình phát triển của La Di, các chuyên gia nhận định khoảng cách giữa La Di và các thành phố, đô thị biển khác sẽ nhanh chóng kéo gần. Và đây chính là thời cơ cho các nhà đầu tư nhanh nhạy nắm bắt để đón đầu thành phố La Di trong tương lai. Thống kê cho thấy, nhiều chủ đầu tư đã nắm đúng thị trường La Di từ nhiều năm trước và chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch, tiêu biểu như 577, Tây Bắc, Vinam. Và mới đây là tập đoàn Danh Khôi, với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và kinh nghiệm phát triển nhiều dự án lớn, tập đoàn này đang triển khai dự án La Di New City ngay tại cảng biển La Di. Dự án có phía đông giáp cảng, phía tây và phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp đường bến Chương Dương. Là phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch biển lớn nhất khu vực, La Di New City không chỉ thừa hưởng hệ thống tiện ích hiện hữu như chợ La Di, siêu thị, bệnh viện đa khoa, trường học các cấp, mà còn tích hợp tiện ích nội khu cao cấp, trở thành biểu tượng của La Di trong tương lai. Với tiềm năng tăng trưởng của La Di, những dự án mới với quy mô lớn, thiết kế hiện đại, tiện ích cao cấp như La Di New City đang dần xuất hiện, sẵn sàng cùng thành phố mới thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời, đón sức bật hạ tầng từ những công trình quốc gia như cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, tuyến đường biển, sân bay Phan Thiết, La Di hứa hẹn sẽ là điểm đến sáng giá của ngành du lịch miền Trung Việt Nam. Quý vị thân mến, khí hậu ôn hòa, biển đẹp nguyên sơ, diện mạo đô thị bình yên với nét kiến trúc xưa độc đáo là những điểm nhấn khác biệt luôn giúp La Di hấp dẫn trong mắt du khách. Và có thể nói, sau Phan Thiết thì La Di sẽ là thành phố thứ hai của Bình Thuận, hội tụ nhiều lợi thế để phát triển du lịch theo hướng văn hóa lễ hội, du lịch biển và giải trí. Và đặc biệt với tọa độ vàng, tâm điểm sân bay quốc tế Long Thành và cả sân bay Phan Thiết thưa quý vị, La Di dễ dàng đón đầu hàng chục triệu lượt khách trong nước và quốc tế mỗi năm. Do đó, bất động sản biển La Di nhanh chóng trở thành điểm sáng đầu tư cực kỳ sáng giá trên thị trường phía Nam. Tuy nhiên thì mặt bằng giá tại đây vẫn rất mềm so với các thị trường kỳ cựu khác. Và trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy đồng hành cùng với Quang Quý tìm hiểu thông tin thị trường bất động sản La Di Bình Thuận và khám phá tổng quan dự án La Di New City. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá tiềm năng và cơ hội đầu tư bất động sản tại thị trường La Di Bình Thuận. Đầu tiên, xin được giới thiệu tổng quan về thị xã La Di. Xét về chỉ số kinh tế và quy mô dân số, La Di là đô thị lớn thứ hai của Bình Thuận chỉ sau thành phố Phan Thiết. Thống kê đến giữa năm 2021 thì dân số La Di đạt hơn 131.600 người. Sở hữu đường bờ biển dài 28 km, La Di có nhiều lợi thế để phát triển về du lịch. So với thị trường kỳ cựu như là Phan Thiết, Mũi Né, La Di là thị trường mới, đang được tỉnh tập trung đầu tư, mục tiêu đưa La Di sớm trở thành tâm điểm du lịch mới ở phía Nam Bình Thuận. Và theo thống kê, lượng khách du lịch đến Bình Thuận gia tăng liên tục và ổn định.
Dù có một cái sự sụt giảm trong năm 2020 do ảnh hưởng chung từ dịch, nhưng sang 2021 đã có sự phục hồi, đạt hơn 1.765.000 lượt khách trong 6 tháng đầu năm. Và trong đó thì La Di đón khoảng 300.000 lượt khách. Với khí hậu ôn hòa, biển đẹp nguyên sơ, ẩm thực địa phương đa dạng và cực kỳ độc đáo, La Di phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng văn hóa lễ hội, du lịch biển và giải trí. Một số danh thắng nổi tiếng tại La Di có thể kể đến như là dốc Ông Bằng, Hòn Ba, Đập Đá Dựng, khu du lịch Mỏm Đá Chim, biển Cam Bình, ngảnh Tam Tân. So với các thành phố khác thì du khách đến với Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2021 cao gấp đôi Khánh Hòa, gấp 4 lần Đà Nẵng, cho thấy sức hút của ngành du lịch Bình Thuận thưa quý vị. Được thừa hưởng sự phát triển đó và có nhiều thế mạnh riêng, nhưng mà số lượng cơ sở lưu trú tại La Di lại không cao. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư đến La Di phát triển các mô hình kinh doanh lưu trú phục vụ cho nhu cầu rất lớn của du khách. Hai công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của La Di là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết với tổng vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng và sân bay Phan Thiết với diện tích 543 hectare, công suất 2 triệu khách một năm. Cả hai dự án đều đang bám sát tiến độ, dự kiến hoạt động cuối năm 2022. Đồng thời với mục tiêu sớm đưa La Di tỏa sáng trong tam giác vàng du lịch, Phan Thiết, Mũi Né, La Di, Bình Thuận tập trung phần lớn dự án hạ tầng giao thông đổ về La Di như là tuyến đường biển quốc gia DT-719B, đường song hành DT-719 và đặc biệt là hai tuyến kết nối trực tiếp cao tốc Dầu Dây Phan Thiết tại Hàm Tân và quốc lộ 55 dẫn về trung tâm La Di. Theo quy hoạch của Bình Thuận, La Di sẽ được nâng cấp lên thành phố trước năm 2025. Để tương xứng với sự phát triển đó, La Di sẽ hình thành hàng loạt khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ, thể thao hiện đại có quy mô lớn như khu đô thị phức hợp hành chính 289,29 hectare, khu đô thị hỗn hợp dịch vụ rộng 129,42 hectare, phát triển cải tạo khu dân cư cảng cá La Di 342,59 hectare, phát triển khu đô thị dịch vụ du lịch 72,4 hectare. Bản đồ quy hoạch cho thấy các khu đô thị, khu hành chính phức hợp có quy mô hàng trăm, hàng nghìn hecta tập trung dọc sông Dinh và hướng về khu vực cảng La Di, như khu hành chính phức hợp 1.686 hecta, khu đô thị hỗn hợp dịch vụ mới 762 hecta, khu đô thị dịch vụ cảng cá 733 hecta, khu đô thị công nghiệp dịch vụ 932 hecta, khu đô thị dịch vụ du lịch 1.522 hecta, hay khu vực nông nghiệp và dự trữ phát triển 12.267,25 hecta. Tiếp theo, mời quý vị tìm hiểu về thị trường bất động sản Bình Thuận. Với các phân khúc condotel, biệt thự biển, nhà phố biệt thự và đất nền, tổng nguồn cung gần 17.500 sản phẩm. Trong đó, nguồn cung đất nền chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp theo là biệt thự biển, condotel, phân khúc nhà phố, biệt thự khá ít ỏi. Trong thời gian gần đây, nguồn cung bất động sản Bình Thuận tăng mạnh, sức cầu toàn thị trường có giảm do ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên thì Bình Thuận đang là địa phương dẫn đầu thị trường bất động sản biển ở ngay khu vực phía nam của chúng ta. Là phân khúc chủ đạo của thị trường bất động sản Bình Thuận, đất nền có nguồn cung khá lớn. Với sức cầu thị trường tốt, khoảng gần 6.500 nền, tỷ lệ tiêu thụ 98%. Đặc biệt, thị trường đã ghi nhận nhiều diễn biến sốt nóng ở phân khúc này. Trong vòng 5 năm qua, giá đất Bình Thuận đã tăng gấp đôi, gấp 3. Về phân bố, các dự án tập trung chủ yếu ở Phan Thiết và Mũi Né. Tại La Di, nguồn cung khá khan hiếm, tính đến nay thì chỉ mới có một dự án được đưa ra thị trường. Mức giá ghi nhận thì cũng thấp hơn hẳn so với Phan Thiết Mũi Né. Hạ tầng đồng bộ là đòn bẩy quan trọng cho du lịch La Di phát triển. Và cùng với sức nóng của hạ tầng, thị trường bất động sản tại đây cũng đang trở thành một điểm sáng, thu hút đầu tư nhờ mặt bằng giá thấp hơn so với những địa phương khác và dư địa tăng trưởng lớn. Đón đầu tiềm năng phát triển của La Di, tập đoàn Danh Khôi hợp tác cùng DKRA Việt Nam đã chính thức hợp tác phát triển dự án phức hợp đô thị thương mại, dịch vụ và du lịch biển La Di New City. Chào mừng quý vị đến với cuộc hành trình kiến tạo nên một đô thị xứng tầm. Lấy nguồn cảm hứng từ các đô thị cảng biển trên thế giới và ngay tại Việt Nam của chúng ta, như là thành phố cảng biển Marseille ở Pháp với sự thay đổi toàn diện, hay là thành phố Pattaya của Thái Lan, từ một làng chài khi xưa thì nay đã trở thành một trung tâm du lịch với đa dạng các loại hình giải trí nổi tiếng ở châu Á. Tại Việt Nam, chúng ta cũng có thể thấy sự thay đổi ngoạn mục của thành phố biển Nha Trang, hay gần hơn đó chính là thành phố biển Vũng Tàu. Nhìn vào những thành phố này, chúng ta sẽ nhận ra có một điểm chung, đó chính là những nơi có bãi biển hay là cảng biển đều có tiềm năng phát triển rất lớn thưa quý vị.
nhất là khi được đầu tư nâng cấp về hạ tầng giao thông và khai thác tiềm năng các dịch vụ kinh tế biển. Cũng giống như ở Pattaya hay Nha Trang, Vũng Tàu thời kỳ đầu, La Di đang trong quá trình chuyển mình, nâng cấp để trở thành một phiên bản xuất sắc hơn. Với rất là nhiều những tiềm năng sẵn có cùng với hàng loạt dự án nâng cấp về hạ tầng giao thông, thì tất cả chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng La Di sẽ là thành phố biển nổi bật trên bản đồ du lịch của Việt Nam. Góp phần vào hành trình đó, tập đoàn Danh Khôi đã bắt tay cùng GKRE Việt Nam để phát triển một phức hợp đô thị thương mại dịch vụ du lịch biển đầu tiên tại La Di, La Di New City. Dự án chứa đựng nhiều tâm huyết của tập đoàn Danh Khôi và GKRE Việt Nam, mang ý nghĩa biểu tượng của La Di và sẽ góp phần thay đổi diện mạo của thành phố biển trong tương lai gần, thưa quý vị. Từ những câu chuyện đi trước của Marcel, Pattaya hay là Nha Trang, Vũng Tàu, qua hình ảnh này, chúng ta cũng có thể là hình dung được những đổi thay của thành phố biển La Di với sự xuất hiện của La Di New City, một phức hợp sầm uất, sôi động và mang đậm màu sắc văn hóa bản địa. Mở ra những điều mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại La Di, một không gian sống mang đậm hơi thở của đại dương sẽ được tái hiện trong một công trình tuyệt mỹ mang tầm vóc thời đại, mang tên La Di New City. Lấy cảm hứng từ những con sóng mạnh mẽ, biểu trưng của La Di New City ra đời với ba màu sắc chủ đạo: xanh navy, vàng hoàng kim và cam, và mang hình tượng năm cánh sóng với ý nghĩa ngũ hành của đất trời, ngũ phúc trong cuộc sống và cũng như là năm hướng ở trong không gian. Biểu trưng này thể hiện La Di New City là sự kết hợp hài hòa giữa đất trời, thiên nhiên và con người, giữa cổ điển và hiện đại. La Di New City mang đến hình ảnh một đô thị thương mại giải trí sôi động và sầm uất bậc nhất, tạo nên giá trị sống thịnh vượng và tiêu chuẩn sống mới tại La Di. Về tổng quan, dự án tọa lạc tại phường Phước Lộc, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Đơn vị phát triển dự án: tập đoàn Danh Khôi. Tổng đại lý tiếp thị và phân phối: công ty cổ phần DKRA Việt Nam. Quy mô diện tích dự án 43,4 ha, trong đó có 4,2 ha diện tích cảnh quan và cũng như là tiện ích nội khu hoàn chỉnh, 4 ha thương mại dịch vụ, mật độ xây dựng 36,6%. Tại La Di New City có 1071 nhà phố thương mại biển, 70 shop house biển và 67 biệt thự biển. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng hình ảnh của những phân khu ở đây quý vị nha. Trước tiên là diện mạo của khu biệt thự Ocean Villa. Còn đây là phố thương mại Ocean Village. Tiếp theo là phố thương mại Harbour Casa Phồn Hoa với view biển tuyệt đẹp không giới hạn. La Di New City sở hữu vị trí chiến lược khi tọa lạc tại trung tâm vùng du lịch trọng điểm của khu vực phía Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Phan Thiết. Từ dự án chỉ mất 35 phút đến thành phố Phan Thiết, 50 phút đến với sân bay Phan Thiết, 75 phút đến với sân bay quốc tế Long Thành và 120 phút đến thành phố Hồ Chí Minh qua cao tốc Long Thành Dầu Dây Phan Thiết. Và có một điều đặc biệt, La Di New City cũng là dự án hiếm hoi sở hữu tứ cận. Phía đông giáp cảng cả La Di, nơi đang được quy hoạch là trung tâm dịch vụ kinh tế biển. Phía tây và phía nam giáp với biển Đông, còn ở phía bắc giáp với đường Bến Trường Dương, thưa quý vị. Và tính ra trong bán kính gần thì La Di New City thừa hưởng chuỗi tiện ích hiện hữu như là từ 3 đến 5 phút đến với cảng cá La Di, chợ La Di, chợ Đại Đồng, siêu thị Co-op-Max, trường học các cấp chuẩn quốc gia. Từ 7 đến 10 phút đến với Bệnh viện Đa khoa La Di, khu du lịch Biển Đồi Dương Cam Bình, khu du lịch Coco Beach Camp. Và một điều đặc biệt tiếp theo, La Di New City sở hữu đường bờ biển hơn 1,6 km với hướng đón gió Đông Nam, mang đến mạch nguồn vượng khí cho cư dân của chúng ta. La Di New City có thiết kế hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn địa phương qua những chi tiết mô phỏng hình tượng cánh buồm, đường cong của sóng biển. Và tổng thể kiến trúc cực kỳ hài hòa, độc đáo, mang đến không gian sống lý tưởng và thẩm mỹ dành cho cư dân. Dự án được quy hoạch đồng bộ và bài bản với 3 phân khu chính: phân khu Sunrise Marina, phân khu Pearl Harbor và phân khu Ocean Bay. Và bây giờ thì Hoàng Quý sẽ được giới thiệu cùng quý vị mặt bằng tổng thể của phân khu Sunrise Marina, bao gồm cổng Bình Minh, khu thương mại Marina Complex, siêu thị hải sản, dịch vụ và khách sạn, cung đường Bình Minh, bãi tắm mặt trời hay là công viên Marina Ocean. Những địa điểm như là phố đi bộ Coral Walking Street, con đường Bích Họa hay là cung đường Bình Minh và cả con đường Vượt Sóng sẽ là nơi kết nối mọi người trong những hoạt động cộng đồng thú vị ở đây. Tiếp theo, ở khu vực trung tâm, công viên Marina Ocean đóng vai trò điều hòa không khí tự nhiên, góp phần mang tới môi trường sống gần gũi với thiên nhiên và nâng cao chất lượng sống cũng như là sức khỏe dành cho các cư dân tương lai. Đây là một số hình ảnh của phân khu Sunrise Marina.
Quý vị có thể thấy như là tổ hợp thương mại Marina Complex, tổ hợp dịch vụ và khách sạn Cruise Couple. Ở đây là phố đi bộ Coral Walking Street và công viên Marina Ocean. Tiếp theo là phân khu Burn Harbor bao gồm công viên ven biển, Hồ Ngọc Trai, Cổng Hải Đăng, quảng trường chợ đêm, hay còn có công viên Tảo Xanh, đồi trường mầm non và cả công viên sóng biển. Hiện tại thì dự án chỉ có một cổng vào duy nhất và trong thời gian tới sẽ mở thêm một cổng hải đăng tại phân khu Burn Harbor. Và tiếp theo thì không biết là quý vị có thấy rõ không ạ? Khu vực này được thiết kế hình ảnh ngọn sóng vút cao hay là những dải màu sinh động của biển biểu trưng cho sự thân thiện gần gũi với con người và thiên nhiên là gì? Phân khu này cũng sẽ được bố trí khu công viên, khu phố đi bộ cũng như là khu chợ đêm phục vụ cho cư dân. Mời quý vị hãy cùng ngắm nhìn một số hình ảnh của phân khu Burn Harbor như là phố Đại Dương, quảng trường sóng biển, công viên sóng biển, rồi cả cung đường vượt sóng hay quảng trường chợ đêm. Cuối cùng, hãy cùng đến với phân khu Ocean Bay với cung đường vượt sóng, quảng trường Harbor, cung đường Đại Dương hay là cả Burn Garden, Floating Boat Coffee and Bar và công viên Sunset Ocean. Nổi bật nhất ở phân khu này là Floating Boat Coffee and Bar view biển và cả công viên ngay sát bờ biển Sunset Ocean Park. Bên cạnh đó, khu vườn Burn Garden, con đường Đại Dương hay là bậc thang ánh sáng, cả khu mua sắm để phục vụ nhu cầu mua sắm giải trí ngay thềm nhà cho cư dân của phân khu Ocean Bay. Ở đây đó chính là hình ảnh của phân khu Ocean Bay, Floating Boat Coffee and Bar, công viên ven biển hay là công viên Sunset Ocean, rồi quảng trường Harbor. Và sau khi khám phá ba phân khu Sunrise Marina, Burn Harbor và Ocean Bay, chắc hẳn là quý vị đều đồng ý với quan quý rằng Ladino City là một dự án được quy hoạch đồng bộ và khoa học, tích hợp hệ tiện ích cực kỳ đa dạng, sẽ mang đến những trải nghiệm xứng tầm cho quý cư dân đúng không ạ? Tất cả sẽ được tìm thấy tại Ladino City, đô thị thịnh vượng bên vịnh biển, được phát triển bởi tập đoàn Danh Khôi, tổng đại lý tiếp thị và phân phối DKRA Việt Nam, đơn vị triển khai kinh doanh House Agent, đơn vị liên danh Central và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thế Sơn. Vâng thưa quý vị, Ladino City hội tụ rất nhiều lợi thế, xứng đáng trở thành điểm sáng đầu tư trên thị trường bất động sản khu vực phía Nam trong giai đoạn cuối năm 2021. Và trong đó, 6 điểm mạnh nổi bật nhất phải kể đến là vị trí trung tâm Ladi nằm trong khu đô thị hiện hữu, là phức hợp đô thị dịch vụ thương mại lấn biển với quy mô đồng bộ và bài bản duy nhất Ladi, sở hữu 1,6 km mặt biển, tích hợp hệ thống tiện ích đa dạng hiện đại với 4 hectare diện tích thương mại dịch vụ và 4,2 hectare tiện ích cảnh quan nội khu. Và đặc biệt, Ladino City được bảo chứng pháp lý sổ đỏ sở hữu lâu dài, là loại hình sản phẩm khan hiếm phù hợp với khẩu vị của nhiều nhà đầu tư. Chọn Ladino City, khách hàng sẽ đón đầu cơ hội và tiềm năng sản giá như thế nào? Hãy cùng quan quý điểm qua những cơ hội này nha! Trước hết là sự khan hiếm đất nền sổ đỏ sở hữu lâu dài. Đa phần các sản phẩm trên thị trường có thời hạn sở hữu từ 40 đến 50 năm. Hàng loạt các công trình hạ tầng nghìn tỷ đang gấp rút triển khai hoàn thiện mạng lưới liên kết vùng, tạo đà bứt phá cho bất động sản là gì? Theo đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch, thể thao biển quốc tế, thì La Di cũng được định hướng phát triển mô hình thương mại, dịch vụ, du lịch, thể thao biển và trải nghiệm văn hóa. Và cũng từ đó thì La Di đang thu hút nhiều thương hiệu bất động sản hàng đầu thị trường đến phát triển các dự án có quy mô lớn. Đặc biệt, vượt mặt Phan Thiết Mũi Né, La Di được hưởng lợi trực tiếp từ cao tốc Dầu Dây Phan Thiết qua hai tuyến kết nối cao tốc dẫn thẳng đến trung tâm thành phố mới, đón đầu hàng chục triệu lượt du khách trong nước và quốc tế từ thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành và cả sân bay Phan Thiết. Đồng thời, với lộ trình nâng cấp lên thành phố trước năm 2025, nhiều chuyên gia dự báo là gì đang chuẩn bị bước vào một đợt tăng giá mới. Và trước những cơ hội kể trên bằng một loạt điểm mạnh nổi bật của dự án, Ladino City đang ghi điểm tuyệt đối trên thị trường với những giá trị vàng. Đất nền sổ đỏ, mặt tiền biển, nằm trong vùng trũng giá bất động sản biển có nhiều dư địa để tăng vọt. Là dự án biểu tượng của La Di, thành phố thứ hai của Bình Thuận theo quy hoạch. Ngoài ra, còn uy tín của nhà phát triển dự án và sức bật từ các công trình nghìn tỷ về hạ tầng. Mô hình phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển đầu tiên tại La Di. Quy hoạch bài bản, thiết kế độc đáo. Với những thông tin thú vị và hấp dẫn vừa rồi, tin rằng tất cả chúng ta đều rất háo hức và chào đón một đô thị thịnh vượng bên vịnh biển mang tên Ladino City đúng không ạ? Và ngay sau đây thì quan quý xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi những thước phim để hình dung rõ hơn nhịp sống hiện đại tại Ladino City.
quý vị, và trước khi kết thúc chương trình thì Quang Quý xin được nhắc lại nội dung câu hỏi kỳ này như sau. Tỷ lệ tăng giá trung bình của bất động sản tại những địa phương sau khi nâng cấp lên thành phố được chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhắc đến trong talk show là A. 10-20%, B. 15-25%, C. 20-25% và D. 30-60%. Hãy nhanh tay comment đáp án và gửi về với chúng tôi trước khi kết thúc livestream để rinh về 10 bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long quý vị nha. Kết quả hợp lệ sẽ được ban tổ chức công bố trên Live New City, fanpage tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chia sẻ trực tuyến tiềm năng và cơ hội của bất động sản tại các đô thị trước và sau khi lên thành phố du lịch ngày hôm nay. Đại diện cho ban tổ chức, Quang Quý chân thành cảm ơn tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế với những chia sẻ cực kỳ hữu ích trong chương trình. Và đồng thời thì Quang Quý cũng xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Kính chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an. Hãy luôn tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch của Bộ Y tế để chúng ta cùng nhau đẩy lùi đại dịch quý vị nha. Còn ngay bây giờ thì Quang Quý phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình tiếp theo của Live News City. Xin chào!